Hello everybody, welcome to Health Vừa Cà Tê. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health Vừa Cà Tê. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Rồng Thần Huyền Thoại ha. Bản China thì nó sắp đai rồi, nên là chúng ta đang cần những con game mới ha. Nên là ok, không dài dòng nữa. Rẻ nước mình vô mình quẩy sơ sơ đi ha. Đâu rồi nhỉ, đâu rồi. Thì con này không gà như cũng không có code mới, nên là thôi tạm thời anh em ăn code cũ. Và để coi hôm nay nó có con gì ta. Con Gogeta hả. Ok, đẩy tiếp 20 đô nữa ha. Và đi tiêu phí bậy bạ nó vậy. Sẵn sàng tiêu hết luôn chứ để làm gì anh em. 4 vé. Ok. Ủa. Ủa, sao vậy? Quang quang từ từ. Nó ghi cái gì đây? Bạn không thể ăn à. Lý do. Cho tôi xin một cái lý do. Hay là tôi ăn không gầy nhiều quá. Chỉ có thể sử dụng được 3 lần mỗi ngày. À, ôi dồi ôi, còn có vụ này nữa à. Ôi man, cũng được luôn. Rồi, 3 cái là 15 nè. Thêm 2 cái nữa. 2 cái nữa đúng không? 2 cái nữa. Rồi 1 cái bên này. Rồi, cũng được 20 thôi. Trời ơi, dễ dàng. Rồi rồi rồi, hiểu rồi nha. Vậy là mai mốt có mấy vé 10 đô là để lại nha. Để ăn một vé 10 đô với lại hai vé 5 đô nha. Chứ mà cắn hết là thấy là su á. Đúng chất là gọi là su á. Su luôn, su gì không biết, su vé hay là su gì đó. Ok. Ok. Ui, không gài tính ra hồn của con này cũng được khá khá nha anh em. Rồi rồi rồi. Tất nhiên là heo sẽ cho con chenin của con này lên. Nghe đồn con này cũng không ngon lắm, nên là anh em cũng không có mặn mà gì với con này lắm. Nhưng mà kệ, heo lại thích con black này nên là heo cho nó lên luôn anh em. Đâu rồi, đâu rồi. Rương. Nhiều anh em là đi con này nhưng mà không. Mình vẫn lên con nào thì lên đúng con thôi các bạn. Ok. Lên nhưng mà lên full một con rồi hãy tính mấy con khác. Chứ chưa gì mà cứ đứng đằng đông mà trong đằng tay không thì chừng nào mới full được một con tướng, đúng không? Nên là thôi, quyết định đầu tư một con một vậy đó. Ok nè ha, lên. Ôi cái xu này. Ôi quên nữa chứ, má hôm bữa hổng gà đem cái xu này đi mua tướng rồi. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi. Tính ra là nâng cái đó cũng hơi bị tốn xu nha. Mà cái xu đó thì cũng bị hơi tốn đó. 70, 75. 75 thì không đủ, phải thêm một cái nữa. Đây. Ok. Chẳng rồi thì nâng nó lên luôn. Kim cương thì nhiều, mến móng. Lo gì. Chỉ thiếu là sợ thiếu cái xu màu xanh này nè. Aqua Ken gì đây nè. Rồi up lên level tiếp. 170. Rồi. Trời ơi, 490.000 lực chiến một con này. Rồi con này luôn, hổm gầy thì trời, 500. Ui. 1, 2. Tính ra chơi game cũng bổ ít vết. Rít nè, ok. Rít nè, ok. Ui, gần đây rồi. Ui, động lực để mà chơi game còn 1. Còn 4 ô nữa. 4, 4, 10, 4, 3, 12. Ui, 1.200 mảnh nữa. Động lực để mà chơi game. Ui, ui, đây này nữa. 300 mấy. Ui,
đây biết nghe. Ở đâu biết nữa ta? Ở chưa nhỉ? Để từ từ để coi coi này nè. 1, 2, 3. Rồi, hết rồi, đi từ dữ lên. Đó, cũng gần đây luôn. Chơi. Thì, đi tiêu mấy cái này thì vô tư rồi. Đây, trời ơi, con Bui hả? Nè, Bui ơi. Đó, giờ là vàng là cũng không thành vấn đề luôn nha anh em. Ừ, giờ là... đối với heo là vàng trong game này cũng không thành vấn đề luôn. Gần 600 triệu vàng. Để đây ngắm thôi, chứ biết làm gì giờ. Rồi, Ultra nè. Ultra hổng này cũng không lên nè. Ok. Ôi. Bậy rồi. Đây. Đủ không? Không đủ luôn. À, mấy con này bữa nó đi chung với nhau một hồi mà. Ơi, Blue nè. Ôi, Blue mát rồi hả? Ui, Blue ở đây cũng còn nè. Trời ơi, đây. Again. Tôi biết trên này đúng không? Đây. Dưới đâu đây? Cái này nữa. Ui, thiếu 5 mảnh à. Đầu xanh. Vậy mà cũng thiếu được 5 mảnh được hay thiệt. Đây. Nè, dưới này hồn mấy con này còn nhiều lắm bộ. Thiếu nữa hả? Đây. Ui, nhiều vậy. À đúng rồi, con này có ở trong cái vòng quay vé VIP. Ôi. Đem nó ra mà hành hạ thôi. Đây, tặng thời lên luôn. Đây, cái này nữa. Ok. Còn cái này nữa. Ồ, hết rồi hả? À, đây chứ, hết rồi. Ôi, tính ra nhiều đấy. Ôi, mình cho nó lên lắc nhắc, tính ra nhiều đó chứ. Ok nè, 150. Ở đây nữa hả? Ở đây đẩy lên luôn. Ủa? Ở đây chưa đẩy, chưa full. Đây con này nữa. Ui, thấy thế mà con này nó lên kinh hãi vậy ta. Ui, heo không ngờ luôn. Ừ, vậy hình như là cái con ở trong vòng quay. Ui, hôm qua mới quay 100 mấy, nay là lên 77 nữa rồi. Ui man, nhanh thế. Nhìn thấy ngứa tai nè. Mình xả một cái nữa không? Thôi chắc thôi đi. Để gương nhiều mình xả. Ok, 30. 30 là đẹp rồi, có nên lên nữa không ta? Thôi đi hả? Thôi đi, không lên nữa. Lên gì là lố rồi. Nàng thấy vậy là thấy lố rồi. Được rồi. Nào, cứ ngày lụm 20, ngày lụm 30, vậy là đẹp các bạn ơi. Thấy cũng ra gì về này nọ lắm chứ. Ê, đúng rồi, con này nữa. Ok, 110. Rạch cũng nên nâng nó lên. Tiêu phí 30 ngàn, cắn 20 đô. À, đúng rồi, nhớ rồi. Rồi. Đây, 120 cây. Nhiều anh em kêu là nên lên Beirut trước. Lên Beirut xong rồi thì hãy lên mấy con kia sau. Ok, nghe lời anh em hết.
Vậy thôi thì mình làm luôn một mớ vé ngoài này đi nha anh em. Ok, nhìn thấy ngứa tay quá ha. Ok, mình đẩy thêm đi. Đẩy thêm đi ha. Quên rồi. Để heo mở cái rồng thần đây. Ok. Để nó lướt từ từ đi kiếm cái chỗ mà cho nó bị lắc giống hồi hôm qua coi. Đó. Một chút rồi. Chậm thôi. Hồi nãy không xem, không để ý coi là cái 2 đô đó nó nằm ở đâu, nó còn bao nhiêu. Đó. Rồi. Quá đẹp. Lên được 6 cái thì cũng đỡ đi. 3.000 mấy, 18 vé. Ok. Rồi, đẩy luôn cái này đi. Mai có đầu vô tiêu phí tiếp. Hiện là đang có 7 vé. 7 vé ở đây 18 cây. 6 chục. 9 chục. 99. Rồi. Mất mẹ nó rồi. Rồng thần điện thoại quay vé. Ok. 80 vé, vậy là hồi nãy 81 vé, vậy là hơn 100 vé nha các bạn. Ok nha, hơn 100 vé. Đó, từ từ bình tĩnh. Nó sẽ vào cái quỹ đạo lắc thôi. Đó. Chúng ta sẽ cho nó lắc từ từ. Đó, bắt đầu nó lắc rồi đó. Bắt đầu nó có chế độ mà chậm rồi đó. Đấy. Đó, 5 đô đầu tiên. Thấy có lời rồi. Vô thêm một lần nữa, 5 đô nữa là đẹp nè. Hồi nãy chúng ta có 7 vé đúng không anh em? Thấy cái này là đừng có nên mà để cái vé nhiều quá. Đó, để cái vé nhiều quá cái nó sẽ bị kiểu như là quay nó tỷ lệ khá ít các bạn. Ok. Rồi hết rồi. Còn. Hết rồi. Trời ơi, không có lắc tiếp. Tưởng nó lắc hết luôn chứ. Rồi. Để lui con. Rồi, đâu rồi. Còn mười mấy vé à, đẩy luôn đi chứ để làm gì. Được 5 đô rồi. Tám vé thôi, hết rồi. Thì thôi. Để coi ngoài một vé hồi nãy chúng ta thấy nó còn gì nữa không anh em. Ok. Hết, kết thúc cuộc tình. Nãy là 7 vé, lượm được có 5 đô à. Đậu xanh đó. Vậy là chúng ta nên tích nhiều vé lên nha. Tích ít quá không ăn được gì đâu. Hey. Ok, thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và ở đây còn khoảng gần 300 vé, gom đủ 300 mà quay một lần một nữa hả? Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ở đây cũng tìm được khá cây à, mang tiếp.